Singapore là một đất nước nằm ở châu Á, nhỏ bé nhưng lại nổi tiếng về nền kinh tế khá phát triển, và đặc biệt là một môi trường sống rất là an toàn, sạch đẹp. Một lựa chọn sống và học tập tại nơi đây, bạn không chỉ có cơ hội trao dồi vốn tiếng Anh là ngôn ngữ hành chính của Singapore, mà bạn còn có cơ hội được biết thêm nhiều ngôn ngữ tôn giáo, vì Singapore là một đất nước đa văn hóa và đa ngôn ngữ. Và hôm nay Trân Đại Dương sẽ giới thiệu với các bạn về ngôn ngữ của Singapore. Có 4 ngôn ngữ chính được sử dụng ở Singapore là tiếng Mã Lai, Quan Thoại, Tami và tiếng Anh. Tiếng Anh là ngôn ngữ dùng trong kinh doanh và hành chính và được sử dụng rất là rộng rãi. Hầu hết mọi người dân Singapore đều nói được 2 ngôn ngữ, đó là tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh. Tiếng Mã Lai là ngôn ngữ quốc gia. Trước xu thế hòa nhập quốc tế thì chính phủ Singapore chủ trương mọi người đều phải học và sử dụng tiếng Anh. Và cựu thủ tướng Lý Quang Diệu từng nhắc nhở dân chúng rằng nếu không học tiếng Anh thì chính phủ sẽ không đảm bảo việc làm cho mọi người. Và tới thế thì chính phủ còn nhấn mạnh mọi cộng đồng dân tộc phải duy trì ngôn ngữ dân tộc của mình. Do vậy ở Singapore trong nhiều năm nay thì chính phủ đã triển khai mạnh phong trào song ngữ, người của mọi chủng tộc ngoài tiếng Anh làm ngôn ngữ thông dụng đều phải học về tiếng mẹ đẻ, tức là người Hoa học tiếng Hoa và người Ấn Độ học tiếng Ấn Độ và Mã Lai phải học tiếng Mã Lai. Chính phủ này chủ yếu là phát huy nền văn hóa đa chủng tộc, phát triển cân bằng hài hòa. Và ở Singapore thì khi văn hóa tuyên truyền thúc đẩy chung sống hòa thuận giữa các dân tộc thì đều được khuyến khích ủng hộ, nhưng nếu tuyên truyền chủ nghĩa chủng tộc và cực đoan thì bị cô lập và tẩy chay. Và thứ hai thì Trân Đại Dương xin giới thiệu về tôn giáo tại Singapore. Sự hòa nhập dân tộc dẫn đến việc hình thành những nhóm tôn giáo khác nhau. Quê mình trên nền trời Singapore là những tòa tháp đặc biệt của các giáo hội đường giáo và những ngọn tháp hình chớp của các thánh đường, và với đó kiến trúc Gothic, những tượng thần phức tạp của các đền thờ Hindu và những mái nhà với lối kiến trúc khác biệt của các ngôi chùa Trung Hoa. Các tôn giáo chính ở đây là Hồi giáo, Lão giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn giáo, Độc thần giáo và còn gọi là Sikh, đạo Sikh, một tôn giáo khác phát triển từ Ấn Độ vào thế kỷ thứ 16 và dựa trên tín ngưỡng chỉ một thần, và Do Thái giáo. Các tôn giáo ở đây là Phật giáo chiếm khoảng 27%, Đạo giáo chiếm khoảng 25%, Đạo Hồi 16%, Thiên Chúa thì khoảng 10%, Hindu thì khoảng 4% và còn lại là các tôn giáo khác. Và hy vọng với những chia sẻ này thì khi các bạn đến Singapore có thể hiểu rõ hơn về nền văn hóa tại Singapore. Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty Tân Đại Dương qua số điện thoại 0838484879 hoặc là truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hay tdvn.com. Chào và hẹn gặp lại các bạn.